Mùa khô này, trong khi nhiều khu vực ở huyện Cần Giuộc nói chung và xã Phước Lại nói riêng đang đối mặt với tình trạng thiếu nước ngọt sinh hoạt và sản xuất, thì tại năm vườn lan với tổng diện tích gần 10.000 m2 của anh Thanh Khiết, nguồn nước tưới chưa bao giờ là nỗi lo. Bởi anh Khiết đang áp dụng công nghệ aquaponics, mô hình tuần hoàn thực hiện nuôi cá kết hợp với trồng lan. Mình nghiên cứu và đồng thời mình áp dụng cái phương pháp aquaponics từ cái organic ra để mình tuần hoàn mình nuôi con cá ở dưới đó, mình mới tưới lên trên cái tách đạm ra, tách cái nitrat ra để mà tưới lên cái cây lan. Đó, thì không có sử dụng cái phân thuốc. Nói một cách dễ hiểu là anh Khiết tận dụng chất thải của cá nhờ sự chuyển hóa từ các loài vi sinh vật thành chất dinh dưỡng cung cấp cho sự phát triển của lan. Ngược lại, cây lan sẽ làm sạch nước và tuần hoàn lại cho bể cá. Như vậy anh Khiết chỉ cung cấp một lượng nước ngọt ban đầu cho bể cá, sau đó có thể tái sử dụng vô thời hạn và chỉ cần thay thế khi nó bị bốc hơi. Điều này đồng nghĩa nguồn nước tưới được tiết kiệm đến mức tối đa. Ở đây thì một cái vùng nó gần cái sông, coi như nước mặn nó mất hơn 6 tháng. Cho nên là cái nước ở đây hiếm hoi lắm. Mà cả vùng này nếu mà tháng nắng mình mở ra đó thì nó không có đủ nước tưới. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là bà con trồng xóm không có nước để mà tưới, không có nước để sinh hoạt. Cho nên là Thanh Khiết mới làm cái nghiên cứu để làm ra cái tuần hoàn nước. Tuần hoàn xử lý nước này làm cái hiện quan trọng nhất là mình tận dụng được cái nguồn nước thải bỏ ra và tiết kiệm được cái nguồn nước. Đồng thời thì khi đó thì mình sẽ sản xuất ra một cây lan sạch. Mô hình aquaponics không chỉ giúp anh Khiết tiết kiệm tối đa nguồn nước dành cho việc trồng lan và nuôi cá của mình, mà nhìn xa hơn, đây còn là một giải pháp chung tay vì cộng đồng, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả nguồn nước trong tình trạng khô hạn và xâm nhập mặn ở địa phương.